phút đó nó kêu làm cái chuyện mà mình thấy nó hèn hạ nhất đây, nhưng mà mình vẫn chấp nhận, mình vui vẻ mình làm. Thế nên mình siêng năng mình làm. Mà khi thầy làm như vậy, tự nhiên thầy phát hiện ra một điều, à, cái này có lẽ là làm cho cái nghiệp mình tiêu mau đây. Nhưng mà trong lúc đó nữa, mình nghĩ mọi người nữa không làm mà bây giờ bắt mình làm, phải không? Mình sanh phiền não nữa, mình khởi ác tâm đi, thì cái này mình đọa sâu. Nhưng mà trong lúc làm như vậy, vui vẻ làm rồi nữa, tự nhiên phát hiện ra. Mà thầy nói cái này là Phật hộ niệm, Phật hộ niệm tới cho mình, để cho mình vượt qua. Thế nên mình có cái cảm giác như là Phật biểu, cố gắng con, cố gắng khắc phục, để cho nó tiêu cái nghiệp đi, rồi sao thì tu mới được.